Mến chào cô chú anh chị, quay trở lại kênh của Viết Phú nha. Hôm nay thì em lại về một lô hàng của Seiko, 5 con đồng hồ Seiko, tất nhiên là máy chạy cơ rồi quý vị ạ. Đây là Seiko 5 nha quý vị, Seiko 5 SNKK1181 nhé. Đây là một bản dành cho thị trường quốc tế của hãng đồng hồ Seiko Nhật Bản. Đây là cách kết bạn Zalo với Viết Phú nha quý vị anh chị. Đầu tiên thì quý vị anh chị vào vẫn thêm bạn bình thường thôi. Vì Zalo mặc định của Việt Nam thì nó sẽ là ở đây là số điện thoại đầu cộng 84. Tuy nhiên thì em đang ở bên Nhật Bản đấy, thì em sẽ dùng số điện thoại ở Nhật Bản nên là cái đầu số nó sẽ khác. Quý vị anh chị ấn vào Japan. Japan thì đầu số nó sẽ là cộng 81 nha quý vị anh chị. Đây, cộng 81. Đấy thì quý vị anh chị ấn số điện thoại của em 080 6817 3970 và tìm. Đấy thì nó sẽ ra Facebook, Zalo của em như vậy nha quý vị nhá. Đấy, rất đơn giản thôi. Seiko Nhật Bản thì giữa hàng quốc tế và hàng thì nó chênh lệch nhau khoảng tầm 200-300 nghìn thôi, nên là nói chung là vẫn made in Japan, sản xuất cho quốc tế thôi, chứ không phải là hàng sản xuất ở đâu mà mang về bán cả. Nên là về chất lượng thì em nghĩ là cũng ok thôi, chứ không có vấn đề gì lắm. Thì nó cũng rất là đẹp. Màu thì đây là một anh khách đặt của em 4 con. 1, 2, 3, 4 và đây con nữa là 5. Có một anh đã đặt một con nữa là 5 con. Thì vẫn còn tất nhiên là nguyên siêu thôi, của Seiko em quý vị. Còn warranty, bảo hành ấy, các thứ ấy. Vì là dành cho thị trường quốc tế nên là có thêm phần tiếng Anh. Ở trên là tiếng Nhật, chữ là tiếng Anh. Đấy, trong này thì vẫn là tiếng Nhật. Ngoài kia thì em có một thùng hàng hôm nay em có gửi về. Thì đây là mấy con này về sau, nên là em mới mua sau nên là chưa gửi được. Thì chắc để cuối tuần này em mới gửi được. Đây vẫn là hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Nhật. Thì lên cơ, lên cót các thứ ấy. Tất nhiên là cái con này thì em vừa mới bóc ra, em vừa bấm nút thì nó chạy rồi. Còn mấy con này thì vẫn đang nguyên siêu, chưa chạy nhá. Đấy. Đây, màu nó thì cái kim của đồng hồ này thì nó có phản quang vào ban đêm luôn, thế nên nó rất là tiện, ban đêm thì cũng rất là dễ dàng xem giờ giấc của nó. Thì vẫn có cửa ngày, cửa thứ. Đấy. Ba kim. Đồng hồ thì em sẽ lật phía sau ra, em cũng chưa tháo ra để xem đâu. Đây là cái mã nó nha quý vị. SNKK1181 nhé. Con này thì là chống nước nhá. Automatic nhá. Chống nước. Tên có bằng tiếng Anh. Còn bình thường thì nếu thị trường Nhật Bản thì nó ghi tiếng Nhật hết rồi. Đây phía sau nó thì vẫn là lộ cơ nha quý vị. Đây. Mà cái dòng mà trường quốc tế này thì đa số là bây giờ thì người ta sẽ sản xuất tại một nước thứ ba, có thể là Trung Quốc, Việt Nam hoặc là một cái nước nào khác vì chi phí nhân công. Tuy nhiên thì công nghệ Nhật Bản và sản phẩm các thứ thì để đạt tiêu chuẩn Nhật Bản hết nha quý vị. Còn con này thì nó sẽ ghi như thế nào? Đây mua mình Japan nhé, assembly in China nhé. Thì tất cả các cái thông số, các cái chất lượng thì thuộc Japan kiểm soát. Nhưng vấn đề lắp ráp assembly thì ở China. Đấy thì bây giờ thì người ta toàn thế thôi, đưa về China lắp cho nó chi phí nhân công cho nó rẻ thôi. Thì như Việt Nam mình thôi, Samsung rồi Apple lắp ở China, còn Samsung lắp ở Việt Nam, Ấn Độ hay kiểu vậy. Chứ thực ra là nó vẫn đạt tiêu chuẩn quốc tế thôi, chứ không vấn đề gì. Từ một số cái thị trường, cho ví dụ như một số cái bản như là Samsung Galaxy Z, Samsung Galaxy V dành cho Việt Nam thì là những cái cùi bắp này. Còn trong khi đó thì Samsung Galaxy Z dành cho thị trường Nhật Bản rất là ngon. Đấy. Còn các cái đồng hồ này thì nó thị trường quốc tế, nên là nước nào như nước nào làm chung với nhau, nên chất lượng nó là ok, không phải vấn đề gì cả. Giá, về giá của nó thì như quý vị anh chị cô chú thấy em quay video trước thì nó là 1 man 1 chưa thuế, 1 man 990 chứ không phải 1 man 1 thì hơi quá mất 10 yên, thì khoảng 20 nghìn. Thì cứ tính 1 man 1 chưa thuế, 1 man 1 giá man hiện tại nó rơi vào tầm 220-221, chênh lệch trong ngày á thì tính ra nó tầm 2,3 triệu rồi, 2,3 triệu, gần hơn 2,3 triệu rồi. 1 man 1 chưa thuế, thuế vào nữa là một thuế mất 1/1 nữa, thành ra là 1 man 2 1
nhân với 221 rồi tôi tầm 20-30 mấy rồi. Thì đấy giá niêm yết ở Seiko em quý vị. Nếu quý vị mua ở em thì sẽ được giảm 200.000. Thì tương đương với khoảng con 2,3 triệu thì hơn 2,3 triệu thì mua cho em thì sẽ khoảng tầm 2,2 triệu đấy. Giá bao gồm ship về Việt Nam nó tầm 300.000. 2 đến 300.000 nữa. Tùy lúc em gửi thì nhiều gửi vì gửi về Việt Nam thì người ta vẫn tính cân nặng này, phụ thu này, đối với những một số mặt hàng đấy. Đấy, nên ví dụ em gửi máy tính, cái đồng hồ, điện thoại thì phải mất thêm cái tiền phụ thu. Ví dụ một cân này là thu của em 230.000 một cân. Và con này cả hộp vào nó rơi tầm 3 lạng gì đấy. Đấy, thì nó mất mấy chục nghìn cộng với phụ thu rồi cước từ đấy xuống dưới công ty vận chuyển nữa nên là cũng phát sinh mấy cước thôi chứ còn thực ra cước về Việt Nam nó không quá nhiều. Đấy. Cái chi phí đi mua mua thì tính gộp vào một chỗ nên nó cũng khá là rẻ không 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 đáng ngại lắm. Đây thì con này thì cái kích thước của nó thì là ở đây không ghi rõ lắm em cũng chẳng nhớ nữa. Con này thì hình như là mặt nó 42 mm quý vị ạ. Em sẽ thử đeo vào tay. Con này đang bên này thì em thì một tay em cầm điện thoại em quay nên nó cũng hơi bất tiện một chút trong cái quá trình. Đây em ấm tạm vào để cho quý vị anh chị cùng xem. Tay em bé, một số anh chị có tay bé thì đeo những sản phẩm như vậy thì em nghĩ là cũng khá là đẹp. Đây em đeo tạm lên cho quý vị anh chị cùng xem nhé. Đây rất là đẹp chứ. Tay em nó hơi bé thì đeo những cái này nó vừa, mặt nó là 42 mm nha quý vị. Rất là cái kim loại nó rất là sáng bóng, inox hợp kim chống rỉ rất là đẹp, núm bằng vàng, núm màu vàng không phải bằng vàng, mạ vàng, đấy, ba kim có phản quang rất là đẹp.